ta kia không vẽ nữa. Vào đây thì hấp dẫn hơn thì vào thôi. Đây á. Hấp dẫn lên kia, hấp dẫn lên kia, ông nói mình quay lại đúng không? Chỗ này mình đi rồi. Ừ, anh muốn vào đây thì là đậu xe ở đâu? Anh cứ cho khách xuống đi thì đậu xe bên trên này ạ. À? Sau có đi ô tô, taxi ạ. À? Anh ấy cứ xuống đi, em chỉ không? Cứ đi chỉ luôn đi. Thế em ra luôn đi. Trật tự nhé.